vị, và bây giờ hãy tiếp tục chặng hành trình giải mã ngày hôm nay cùng với Hòa Rapper quý vị nhé. Bây giờ sẽ là sự xuất hiện tiếp theo của một nhân vật cũng rất là đặc biệt, và cô ấy đã có một nghị lực ý chí cực kỳ phi thường, và thật sự cô ấy là một kỳ tài. Nào, đây rồi, xin chào Huyền Huyền. Anh là Hòa Rapper đây. Chào bạn, cho mình nắm tay bạn một cái nha. Trời ơi, đây, cô gái mà nãy giờ chúng tôi đang muốn giới thiệu với mọi người chính là Huyền Huyền, một trong những người mà chúng ta sẽ giải mã ngày hôm nay. Cô gái này là Nguyễn Thị Huyền, mọi người hay gọi cô bằng cái tên Huyền Huyền. Sinh ra không được may mắn như các bạn bè khác, nhưng Huyền có được tình yêu từ cha mẹ và nghị lực sống của bản thân đã giúp Huyền vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống. Huyền đã giành được rất nhiều giải thưởng dành cho người khuyết tật như Nét Đẹp Sinh Viên, Vầng Trăng Khuyết. Vậy đâu là bí quyết để cô gái này sống lạc quan và thành công như thế? Cái chân em giờ lành chưa? Đỡ chưa? Khỏe chưa? Dạ, chân em bị áp xe cho nên là lâu lâu phải mổ lại một lần, đi lại nó hơi khó khăn. Bàn chân của người bình thường là sẽ đi bằng bàn chân, còn em là đi bằng cái mắt cá chân. Mắt cá chân? Đúng rồi, cái xương nó tiếp xúc với đất đó, nên là nó sẽ bị áp xe thường xuyên. Dạ, đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn này nè, là mình đã phải theo nó từ lúc mình mới lọt lòng đúng không nè? Trong bụng mẹ rồi. Ồ, bạn chắc chắn sẽ gặp rất nhiều áp lực. Những lúc chạnh lòng nhất là những lúc nào? Chắc là lúc mà em mới bước chân vào cấp 1 á. Lúc nhỏ thì em ở nhà với ba mẹ và anh chị. Thì em là một người khuyết tật cho nên là tình thương của ba mẹ và anh chị dành cho em rất là nhiều, và luôn cho em sống trong một cái môi trường là tốt đẹp. Nhưng mà khi em đi học, em ra môi trường mới, các bạn mới, rồi các bạn thì lúc đó thì so với em thì nhỏ hơn, nhưng mà em lúc đó cũng suy nghĩ cũng rất là con nít, nên là em đã rất là tủi thân khi mà các bạn gọi em với những cái tên như là yêu quái, người ngoài hành tinh. Em cảm thấy lúc đó rất là tủi thân. Có lẽ lúc đó em suy nghĩ chưa tới cho nên là em mới tích cực, em mới tiêu cực mà buồn đến vậy. Chứ còn bây giờ nhìn lại mà xem cái yêu quái thì có cô nào xấu đâu, có cô nào xấu đâu. Trời ơi, sao tôi thương con này dữ vậy ta. Đúng rồi Hang. Cái khoảnh khắc khi em chào đời, mẹ có kể lại cho em nghe không? Dạ, em có nghe bác với lại cha chú kể lại. Lúc đó thì tính tình mẹ thì mẹ biết là em như vậy rồi, mẹ sẵn sàng đón nhận em, nhưng mà do là không có nói với lại họ hàng á, sau khi mà sinh em ra thì bác và ông em thì đã bế em để giấu mẹ, tức là sợ mẹ bị sốc. Nhưng mà lúc đó mẹ khóc rất là nhiều, mẹ chỉ cần em thôi, chứ còn hình hài em thì mẹ em biết trước, mẹ và cha sẵn sàng đón nhận em. Mẹ đã đồng hành với em đến khi em 14 tuổi. 14 tuổi là suốt 14 năm em chỉ ở nhà. Đúng rồi. Ở nhà thì mẹ và các anh chị cũng cố gắng để bày cho em học chữ. Cái có một lần em đang viết chữ ở nhà, đang tập viết chữ ở nhà, thì có một cô hàng xóm, khi đó là cô ấy làm ở đến xã, cô ấy mới thấy em về mà hỏi em là con có muốn đi học không. Thì lúc đó thì cái em rất là muốn đi học, mà cô ở xã cô hỏi em là con muốn học lớp mấy, em mới trả lời là con muốn học lớp 4. Khi mà cha em đưa em đến trường để xin học á, thì cái nhà trường cũng bảo là chấp nhận đón em đón học, nhưng mà chỉ là học từ lớp 1 trở lên. Khi đó em bảo là em muốn học lớp 4 luôn, tại kiến thức em có rồi ấy. Cái nhà trường không chịu, tại em nói với thầy cô là thầy cô cứ cho mẹ nó làm bài kiểm tra của lớp 4, nếu như mẹ làm được thì cho con tôi đi học. Khi em làm bài kiểm tra đó thì em vẫn còn nhớ in là bài toán thì em được 10, còn bài chính tả bài văn thì em được 9. Nên là thầy cô rất là bất ngờ. Thầy cô cũng thận trọng mà cũng sợ ảnh hưởng đến quá trình giáo dục dành cho em, nên dạ, mọi người cũng cần cái điều đó dạ, thôi, chứ không ai khen gì hết. Dạ, em quan trọng mà em là ý chí kiên cường, bên cạnh đó là sự giáo dục của gia đình em nữa. Trước đây thì em rất là ngưỡng mộ Nick Djokovic. Đúng rồi. Oh. Em đã từng ước mơ là sẽ, không phải là đã từng mà là luôn luôn ước mơ sẽ là nick của Việt Nam. Em muốn chia sẻ câu chuyện của mình làm động lực cho những người có hoàn cảnh như em, cũng như là cho những người mà họ may mắn hơn để họ nhìn có thể nhìn ra được cái mà giá trị mà họ đang có. Tôi cũng rất là mong muốn Huyền Huyền chia sẻ về cái bí quyết làm sao để mình vượt qua được những áp lực về khó khăn, về sự thiệt thòi mình phải chịu đựng, về món quà trời ban này. Nếu mà nói đến áp lực thì
em không phải là người chịu áp lực lớn nhất. Em nghĩ là người chịu áp lực lớn nhất trong cuộc đời em đó là ba mẹ em. Cha mẹ em vất vả như thế, khổ như thế mà cha em chưa có khi nào mà trách số phận thì tại sao bản thân em lại có cái quyền đó chứ? Em không có quyền không có quyền để buồn. Và em luôn nghĩ là em vui thì em vui, em hạnh phúc và em chấp nhận cũng như là sống chung được với những cái khiếm khuyết này cũng là một phần to lớn để báo đáp cho cha mẹ em. Cảm ơn Huyền một lần nữa. Thiệt á, nói những câu chuyện, những chia sẻ và đặc biệt là gia đình ba mẹ của em á, khiến cho anh cảm thấy mình tự nhiên mình yêu cuộc sống này hơn á nha. Chỉ có gia đình mới giúp cho mình có thể vững vàng như vậy. Anh thấy là em, mặc dù á mình gặp khó khăn trong di chuyển, trong việc cử động, nhưng mà giày dép mọi thứ trong nhà đều rất là sạch sẽ gọn gàng. Một lời khen dành cho em, đôi giày em mang ngày hôm nay rất là đẹp, rất là trắng ha. Đây là món quà đầu tiên sẽ liên quan đến đôi chân của em. Dạ, cảm ơn anh ạ. Đó, rất đẹp và dễ thương ha. Dạ. Anh sẽ thay mặt mọi người giúp em mở quà ra nhé. Dạ. Để chủ nhân tự mở đi thì nó hay hơn nha. Wow. Wow. Dễ cưng nè. Đúng rồi, đây. Hồng luôn. Dạ, này một tím tím nhẹ nha. Cưng chưa? Ôi đẹp quá. Dạ, tặng em đôi giày. Dạ. Mà ban biên tập cũng rất là khéo léo. Dạ. Khi mà lựa chọn một đôi giày có cái phần đế nó êm mà dạ, dày để đảm bảo được ha, đôi giày của em và mặt mắt cá của em ha. Dạ. Cần quá. Đó là món quà đầu tiên liên quan đến đôi chân của em. Dạ. Món quà thứ hai cũng liên quan đến đôi chân, nhưng đôi chân này sẽ cần phải vững vàng trên chặng đường sự nghiệp của mình. Công ty MCV là một công ty rất lớn và đang thực hiện rất nhiều chương trình phát sóng trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh hoặc là trên YouTube hoặc là tất cả những trang mạng xã hội khác. MCV rất mong muốn được hợp tác với em. Đến đó thì em sẽ làm công việc gì ạ? Hãy tận dụng đúng với khả năng của em, cực kỳ phù hợp với MCV Network SEO. Em hãy cố gắng làm sao để có thể quảng bá những sản phẩm của MTV đúng với nghề nghiệp của em luôn. Dạ. Nhiều. Cho phép anh được bắt tay thêm cái nữa nha. Cảm ơn nguồn năng lượng của em đã truyền lại chính cho mọi người ngày hôm nay.